Trong tinh thần phục vụ cộng đồng hàng năm, nhà thờ Baptist tại Arlington có tổ chức chương trình phục vụ cộng đồng miễn phí liên quan đến sức khỏe và đời sống. Thời gian từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ngày thứ Bảy 23 tháng 9 2017. Địa điểm nhà thờ Baptist Việt Nam tại Arlington, 4515 Southwest Renaud Boulevard, Arlington, Texas. Mọi chi tiết về chương trình và lịch thuyết trình xin liên lạc 817-891-0351, 817-891-0351.